Có. Và em xin phép được bắt đầu ạ. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị lãnh đạo HTV, kính thưa quý vị lãnh đạo đại lý cùng toàn thể các anh chị đồng nghiệp trên toàn quốc. Tôi xin giới thiệu, tôi là Võ Xuân Nhật, hiện nay đang phụ trách phòng đào tạo của Hyundai Sông Hàn. Rất vui khi buổi chiều ngày hôm nay được chia sẻ với tất cả mọi người về cái bài đào tạo của mình. Và cái chủ đề đào tạo mà tôi chọn đó là cái hệ thống IBS. Trước khi vào buổi học thì xin phổ biến một vài cái yêu cầu nho nhỏ. Đầu tiên thì mọi người vui lòng giữ yên lặng trong suốt buổi học, nếu cần thiết thì mọi người thể tắt mic đi. Và một cái yêu cầu rất quan trọng là để cái bài giảng được diễn ra xuyên suốt, cắt ý liền mạch và không bị ngắt quãng, thì yêu cầu mọi người trong lớp học ấy, ai có câu hỏi gì ấy, thì có thể ghi ra giấy nốt hoặc nhắn tin vào khung chat. Cuối buổi học chúng ta sẽ trao đổi, chúng ta sẽ không có phát biểu ngang trong lúc mình đang giảng nhé. Và cuối cùng là nhớ ghi chép bài đầy đủ. Nếu như mọi người đã sẵn sàng thì em xin phép được bắt đầu. Sau đây em xin phép được share cái bài đào tạo của mình lên. Rồi các anh chị đã thấy cái bài đào tạo của em chưa? Rồi anh ơi. Em xin phép. Thì trước tiên xin phép mọi người là em xin giới thiệu sơ một chút về cái khung đào tạo của chương trình của Hyundai Sông Hàn. Thì sẽ có 5 cái mô đun lớn, đó là động cơ này, hộp số, chassis, điện thoại xe và các cái chương trình đào tạo cơ bản, ví dụ như là an toàn lao động, kỹ thuật quy cơ bản, bảo dưỡng, xe mới vân vân ấy. Thì hệ thống phanh là sẽ nằm trong cái mô đun chassis, mô đun lớn thứ ba. Thì khi mà xây dựng chương trình hệ thống phanh thì em đã xây dựng theo các 5 cái chuyên đề, đó là cái chuyên đề hệ thống phanh cơ bản này, hệ thống ABS, hệ thống TCS, hệ thống ESP và các hệ thống phanh mở rộng khác. Và cái buổi học trước đã nói về cái hệ thống phanh cơ bản, thì cái chuyên đề ngày hôm nay chính là cái hệ thống ABS, hệ thống chống bốc cấm phanh. Về cái mục tiêu của buổi học ngày hôm nay thì sẽ có mấy mục tiêu như sau. Đầu tiên là giúp cho mọi người có thể mô tả được cái điều kiện hoạt động của hệ thống ABS. Thứ hai là liệt kê được các cái chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống. Thứ ba là mô tả được nguyên lý hoạt động sơ đồ mạch thủy lực. Đấy, đó là những cái phần nó sẽ rất quan trọng. Và cuối cùng là áp dụng, đo kiểm và phân tích khi sửa chữa. Lưu ý, trong buổi học này em sẽ tập trung vào 3 phần này. Mình sẽ tập trung vào 3 phần này. Cái phần cuối cùng. Cái phần cuối cùng là phần đo kiểm và sửa chữa này, nó sẽ nằm trong cái phần bài tập của mọi người nhé. Mọi người sẽ có một cái phần bài tập khoảng 14 trang, chúng ta sẽ làm phần bài tập đó. Khi kết hợp hai phần này lại sẽ ra được cái nội dung của cái chuyên đề này. Thì trước khi nói về cái nội dung của buổi học ngày hôm nay thì xin phép nhắc sơ lại cái nội dung của buổi học ngày hôm trước. Buổi học ngày hôm trước chúng ta đã nói về cái hệ thống phanh cơ bản, nói về các lý thuyết về lực ma sát và các yếu tố liên quan, trong đó có một thành phần rất quan trọng chính là cái hệ số ma sát. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cái lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống phanh, cũng như là công dụng phân loại yêu cầu của chúng. Ngoài ra chúng ta đã tìm hiểu về cái nguyên lý làm việc của hệ thống phanh cơ bản, kết cấu nguyên lý của các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống. Lưu ý tất cả mọi người, đây chính là cái nền tảng cơ sở để sau này chúng ta học ra các cái hệ thống mở rộng của hệ thống phanh khác, đúng không? Nên mọi người phải nắm vững về cái kiến thức về phần này trước. Còn đây là nội dung của buổi học ngày hôm nay. Buổi học ngày hôm nay sẽ có 4 phần. Chúng ta sẽ có về cái lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống ABS, các cái lực tác động và yếu tố ảnh hưởng phanh. Hai cái phần này là chủ yếu là lý thuyết thôi, do đó mình sẽ đi nhanh nhé. Chúng ta sẽ tập trung vào hai cái phần chính, đó là cái phần kết cấu và nguyên lý làm việc của các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống ABS. Và cuối cùng là sơ đồ nguyên lý làm việc của mạch thủy lực. Thì trước tiên cho phép mình đặt vấn đề một chút ha. Em sẽ mô tả một cái trạng thái phanh ở trong một cái điều kiện đặc biệt, đó là chiếc xe nó di chuyển trên một cái đoạn đường có nước này đó, và khi đó người lái phanh đột ngột thì sẽ như thế nào. Thì xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng xem một đoạn video nào. Rồi đó là cái đoạn video đó mà. Sau khi xem qua cái đoạn video thì mọi người có nhận xét gì không ạ? Sau đây mình sẽ xin phép mời một bạn nha. Chúng ta sẽ đi du lịch vào miền Nam một chuyến. Mời một bạn ở Hyundai Long An có thể nhận xét giúp mình được không ạ? Sau khi đã xem đoạn video, mọi bạn có nhận xét gì không ạ? Chào anh, chào anh Nhật và chào tất cả mọi người. Thì qua cái clip trên á thì em thấy mặc dù là tài xế đã đập phanh nhưng mà xe không dừng lại và có hiện tượng là trục bánh xe. Đồng thời là khi mà tài xế đánh lái á, thì xe không chuyển hướng theo ý định của tài xế. Rất cảm ơn em, rất chính xác. Cảm ơn bạn Hyundai Long An nha.
Mình xin phép phân tích lại một chút này. Khi xe nó di chuyển trên một cái đoạn đường đầy nước và phanh gấp như vậy, đúng không? Khi xảy ra sự cố, đúng không? Người lái đạp phanh đột ngột này, đúng không? Phanh nó bị bó cứng này. Lúc xe bị trượt lấy trên mặt đường, mà chúng ta nó thấy ở đây có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là rõ ràng là phanh nó không hiệu quả, đúng không? Rồi khi người lái đạp phanh rồi nhưng rõ ràng xe nó vẫn cứ trôi về phía trước. Và thứ hai nữa là chúng ta thấy một vấn đề, đó là mặc dù người lái đã đánh lái, tuy nhiên là chiếc xe nó không chuyển hướng được, đã dẫn đến là mất kiểm soát tay lái. Như vậy nên nếu như chúng ta xét về các cái yêu cầu của hệ thống phanh thì rõ ràng đối với là một chiếc xe chỉ trang bị hệ thống phanh cơ bản, trong một số trường hợp đặc biệt hầu như là nó không thể đáp ứng được các yêu cầu đó, thì từ đó người ta phải nghiên cứu và phát triển rất nhiều hệ thống khác, mục đích là nó sẽ bổ trợ cho hệ thống phanh trong các cái trường hợp như thế này. Và ABS là một trong những cái hệ thống như vậy. Thì trước khi đi vào cái nội dung của cái phần nguyên lý và cái cấu, thì mình nói sơ một chút về cái lịch sử hệ thống, lịch sử hình thành của hệ thống ABS. Thì ABS được viết tắt bởi chữ Anti-Lock Braking System, nó được dịch từ Anti-Lock Braking System, xin lỗi mọi người nha, từ này trong tiếng Đức nên phát âm có thể nó không chính xác. Dịch ra nghĩa là hệ thống chống bó phanh. Vậy chống bó phanh để làm gì? Câu hỏi là chúng ta sẽ đặt ra là vì sao phải chống bó phanh và chống bó phanh để làm gì? Thì đây chính là cái câu hỏi của ngày hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ quay một chút lại với cái lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống ABS. Ý tưởng phát triển hệ thống này thì nó có từ rất là lâu rồi, từ những năm 1930 kia, khi những chiếc máy bay mà nó đáp xuống đường băng á, để lại những cái vết trượt dài trên đường băng do cái hiện tượng là cái lốp máy bay bị quá cứng. Thì tại thời điểm bây giờ thì người ta đã nghiên cứu ra những cái hệ thống, mục đích là sẽ giảm cái áp lực phanh trong các cái trường hợp như vậy. Thì đó chính là cái tiền đề để phát triển cho hệ thống ABS ngày nay. Thì chiếc xe đầu tiên được lắp cái hệ thống này là chiếc Mercedes-Benz W116 mọi người. Đây là chiếc hình của nó. Đây. Vào năm 1978 và được phát minh bởi hãng Robert Bosch. Chúng ta sẽ quay lại một chút về cái lý thuyết ô tô. Chúng ta sẽ nhắc lại một chút về các lực tác động cũng như là các yếu tố ảnh hưởng đến phanh. Đây chính là cái cơ sở để người ta nghiên cứu phát triển cái thiết kế hệ thống ABS. Thì lực đầu tiên chính là cái lực ngoại vi. Lực ngoại vi chính là lực FO đây. Đây chính là cái lực tác dụng ở mặt đường, nó sẽ cho phép người lái sử dụng phanh này, sử dụng ga để tăng tốc và phanh xe lại. Lực thứ hai, lực phát tiếng FN, đây nó thẳng đứng xuống mặt đường như thế này ạ. Nó tạo ra bởi cái khối lượng của xe, hàng hóa của nó, đúng không ạ? Các cái yếu tố tác động này, đầu tiên nó sẽ phụ thuộc vào cái điều kiện của mặt đường. Ví dụ như đường đó là đường bê tông nó sẽ khác, đúng không ạ? Đường nhựa là nó sẽ khác. Các cái tình trạng của lốp xe, ví dụ như là lốp mới ga hay lốp nó dài sẽ khác, các lốp mài mòn rồi nó sẽ khác. Và cuối cùng là các cái điều kiện thời tiết, ví dụ như mặt đường nó có đóng băng, có đóng nước, vân vân. Cái thứ ba là lực phanh. Mình xóa bớt đi cho mọi người dễ nhìn nha. Lực phanh thì nó chính là cái lực ma sát nó sinh ra khi cái tang trống đĩa hoặc là cái đĩa phanh và cái má phanh nó tiếp xúc với nhau. Đây mọi người thấy không ạ? Thì các yếu tố tác động này đầu tiên chính là cái lực áp lực từ dầu phanh, đúng không ạ? Áp lực từ dầu phanh nó sẽ đẩy cái cúc phanh tác động vào cái tang trống. Thì đầu tiên sẽ là cái áp suất dầu phanh. Thứ hai là cái giá trị ma sát, mà ở đây chính là cái vật liệu ma sát để tạo ra cái cúc phanh này hay cái má phanh này. Và cuối cùng là cái cấu tạo hệ thống phanh. Ví dụ như đối với những cái chi tiết mà đối với những cái hệ thống phanh mà giới động bằng cái có cấu tạo như là phanh đĩa nó sẽ khác, là phanh gút tăng trống thì nó sẽ khác. Và tiếp theo chúng ta sẽ xét đến một cái yếu tố, đó chính là cái lực phanh và cái độ trượt của lốp. Đây chính là cái cơ sở để người ta họ thiết kế cái hệ thống phanh, hệ thống ABS. Thì mọi người nhìn này, mình sẽ giới thiệu sơ về cái sơ đồ này một chút. Cái đường bên dưới này nó sẽ thể hiện cái độ trượt của lốp, 0% là lốp chưa trượt và 100% là cái lốp nó sẽ bị trượt hoàn toàn. Cái đường cột đứng này nó sẽ thể hiện cái độ lớn của hệ số phanh, không là nhỏ nhất và một là lớn nhất. Cái đường A này nó sẽ thể hiện cái lực phanh nó sẽ thay đổi theo cái độ trượt. Sau đây mình sẽ lý giải một chút nha. Đầu tiên, cái lực phanh sẽ là cái lực tương đương với hệ số ma sát giữa lốp và mặt đường. Mọi người nhớ giúp mình này. Lực phanh nó sẽ tương đương cái hệ số ma sát giữa lốp và mặt đường. Đây là yếu tố quan trọng nha, mọi người nhớ giùm mình ý này nè. Mỗi khi chúng ta tác dụng một lực phanh thì nó sẽ sinh ra một cái độ trượt nhất định. Thì mọi người nhìn vào sơ đồ này, mọi người thấy không ạ? Khi chúng ta tác dụng một lực phanh, đúng không ạ? Thì bắt đầu cái lực phanh sẽ tăng đến một cái giá trị lớn nhất của nó. Thì tại giá trị lớn nhất này cũng sẽ tương ứng với một cái độ trượt. Mọi người thấy độ trượt này không ạ? Tại mà cái giá trị mà có lực phanh nó lớn nhất này thì mình gọi đây là cái giới hạn trượt tối ưu, được chưa? Sau đó cái lực phanh nó sẽ giảm xuống khi cái độ trượt bắt đầu nó tăng lên, được chưa? Như vậy thì cái hệ thống mà ABS mà chúng ta đang nghiên cứu ở đây, đúng không ạ? Thì mục đích là sao? Nó sẽ phải hoạt động để duy trì cái lực phanh nó nằm ở trong cái giới hạn trượt tối ưu, đồng thời đồng nghĩa với việc là sao? Cái lực phanh nó duy trì là lớn nhất. Đây là mọi người lưu ý về cái
cái vùng hoạt động của hệ thống ABS. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là lực bênh và cái độ trượt của lốp. Cái lực bênh chính là cái lực ngang mà tác động vào lốp như mọi người đang thấy ở đây. Cái lực này nó lớn nhất khi lốp nó chưa bị trượt và nó giảm nhanh khi lốp bị trượt hoàn toàn. Như vậy mọi người nhìn này, đúng không ạ? Chúng sẽ có hai vùng. Vùng thứ nhất đường màu đỏ và vùng thứ hai là cái đường màu xanh lá đây. Mọi người thấy không ạ? Như vậy thì ở đây mình sẽ chia ra làm hai vùng. Vùng thứ nhất đây, đúng không ạ? Và vùng thứ hai là vùng này. Hiểu chưa? Thì tại cái vùng thứ hai này, mình xin lưu ý cái vùng thứ hai này. Tại cái vùng này nó sẽ gọi là cái vùng không ổn định, vì khi mà cái lực ngang, khi mà cái lốp xe trượt 100% á, lực ngang nó giảm ở giá trị nhỏ nhất á, thì nó sẽ gây ra mất cái hiện tượng là mất cái ổn định khi phanh và mất cái khả năng điều khiển xe. Do đó cái vùng này là vùng không ổn định. Như vậy cái hệ thống ABS của chúng ta, ngoài nó như vấn đề chúng ta vừa đề cập xong ấy, là nó duy trì cái lực phanh ấy, là lớn nhất, đúng không ạ? Thì nó cũng phải duy trì được cái lực ngang nằm trong cái giới hạn và ổn định. Đó là chính là cái vấn đề vấn đề thứ hai. Rồi mình sẽ xin phép mà là mình sẽ tổng kết những cái vấn đề mà mình vừa trao đổi, đúng không ạ? Vừa trao đổi. Thì đầu tiên này mình sẽ đưa ra một cái khái niệm, mình sẽ đưa ra một cái khái niệm trước. Đó là cái khái niệm gọi là cái vạch bánh xe, chính là cái đường đỏ đỏ đây. Mọi người thấy cái đường đỏ đỏ đây không ạ? Đây gọi là cái vạch bánh xe này. Cái vạch bánh xe chính là cái vùng tiếp xúc giữa lốp và cái mặt đường. Như vậy thì tất cả những cái lực mà lúc nãy mà chúng ta vừa trao đổi, ví dụ như cái lực pháp tuyến này, lực ngoại vi này, đúng không ạ? Hay lực phanh này, tất cả các lực đó sẽ hoạt động thông qua cái bề mặt tiếp xúc này, các cái vạch bánh xe này, đúng không ạ? Nó sẽ cung cấp tất cả cho cái lực cho tất cả các hoạt động của xe, ví dụ như tăng tốc, giảm tốc, quay vòng. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, lúc nãy chúng ta đã đề cập tới vấn đề là cái hệ số lực phanh và cái độ trượt. Như vậy thì nếu như là chúng ta đưa ra một cái điều kiện đó là trên cùng một loại đường thì sao? Trên cùng một loại đường thì ví dụ như ở đây là mình đang nói đó là cái đường bê tông chẳng hạn, nhưng nó chịu những cái điều kiện thời tiết khác nhau. Ví dụ như trên mặt đường nó khô chẳng hạn, hoặc là nó đang có gặp một cơn mưa nó chứa nước trên đó, hoặc là nó bị đóng băng đóng tuyết thì sẽ như thế nào? Thì đây mình sẽ phân tích này. Đối với loại đường thứ nhất là loại đường khô, đúng không ạ? Thì sau khi chúng ta tác dụng là phanh đấy, thì nhanh chóng được phanh sẽ đạt giá trị tối ưu của nó và bắt đầu nó sẽ giảm khi cái độ trượt tăng lên, thì ABS sẽ hoạt động vùng này là tối ưu, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta sẽ quay lại cái vấn đề một chút. Lúc nãy chúng ta có nói lực phanh chính là cái hệ số tương đương giữa cái lốp, phụ thuộc chủ yếu vào cái hệ số ma sát giữa lốp và cái mặt đường. Rồi khi mà chiếc xe trên mặt đường mà nó có hiện tượng nó đóng ướt chẳng hạn, có nước hoặc là có băng có tuyết chẳng hạn, thì khi đó hệ số ma sát sẽ thay đổi, đúng không ạ? Hệ số lực phanh khi đó nó cũng sẽ thay đổi theo, đúng không ạ? Như mọi người đã thấy thì ở đây cái số phanh nó sẽ bé hơn, đúng không ạ? Khi đó hệ thống ABS sẽ hoạt động ở trong một cái vùng cái giá trị sẽ thay đổi, sẽ bé hơn như này, đúng không ạ? Tương tự với đường có băng hay có tuyết nó cũng như vậy. Từ đó chúng ta sẽ rút ra được một cái kết luận như thế này. Trên cùng một loại đường nhưng dưới những cái điều kiện khác nhau thì cái hệ số lực phanh nó sẽ khác nhau. Như vậy thì đồng nghĩa với việc là hệ thống ABS nó sẽ hoạt động trong những cái vùng khác nhau tùy thuộc vào cái điều kiện của cái mặt đường. Đó là cái luận mà mọi người có thể rút. Đó là chính là cái vấn đề thứ hai. Chúng ta sẽ đến với cái vấn đề thứ ba, đó là cái hệ số lực ngang, lực phanh và cái độ trượt. Như lúc nãy mình có chia sẻ, đúng không ạ? Cái lực ngang chính là cái lực nó tác động vào hông lốp như thế này, đúng không ạ? Và cái lực này chúng ta sẽ thấy rõ nhất khi xe nó quay vòng. Khi xe quay vòng thì bề mặt lốp sẽ bị biến dạng ngang, đúng không ạ? Bề mặt lốp biến dạng ngang thì sẽ hướng cái lốp xe theo một cái hướng khác. Và cái hướng đó so với lại cái bề mặt lốp mà khi xe nó đi thẳng tạo thành một cái góc thì mình gọi nó là góc trượt. Mình gọi nó là cái góc trượt ha. Thì quay lại với sơ đồ mọi người nhìn này. Khi xe nó chịu một cái lực ngang nhỏ, đúng không ạ? Ví dụ như với một góc alpha bằng 2 độ như thế này, màu xanh như thế này, đúng không ạ? Về nguyên lý hệ thống ABS nó hoạt động trong vùng này là sẽ là tối ưu nhất, đúng không? Nó duy trì cái lực phanh nó là lớn nhất, đúng không ạ? Thì đồng nghĩa khi mà chúng ta giảm xuống thì chúng ta thấy hệ số lực ngang đây cũng là ok nhất, đúng không? Tuy nhiên, nếu như chiếc xe nó chịu một cái lực ngang lớn hơn thì sao? Ví dụ như trong trường hợp này, ví dụ như hệ số lực ngang là lớn, đúng không ạ? Và một cái góc trượt của alpha bằng 10 độ. Thì về nguyên tắc nếu như là hệ thống ABS nó hoạt động trong vùng này là tối ưu, đúng không ạ? Tuy nhiên khi chúng ta giảm xuống ta sẽ thấy như thế nào? Hệ số lực ngang nó sẽ không đảm bảo. Thì khi đó hệ thống ABS sẽ phải duy trì cái lực phanh ở một cái mức thấp hơn. Ví dụ như ở trong vùng này là cái chấm đỏ này, mọi người thấy không ạ? Để gì ạ? Để đảm bảo rằng cái hệ số lực ngang nó duy trì ở cái vùng mà có giá trị thì lớn hơn. Đó. Như vậy chúng ta sẽ rút ra được cái vấn đề thứ ba. Đó là phạm vi điều khiển của ABS được mở rộng khi xe có thêm lực ngang lớn. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng
ABS nó ngoài nó hoạt động theo cái lực phanh thì nó còn phụ thuộc vào theo cái lực trục ngang nữa. Đấy. Rồi từ đó chúng ta sẽ rút ra được mấy cái kết luận như sau. Đầu tiên, hệ thống ABS được phát triển để cung cấp các khả năng phanh tối ưu mà không làm mất tính ổn định trong các cái điều kiện khác nhau, bất kể các cái điều kiện đường xá. Như vậy thì chúng ta đã xét đến rất nhiều cái điều kiện đường xá đúng không ạ? Từ ướt, trơn trượt, đúng không ạ? Đóng băng, đóng tuyết, vân vân đúng không ạ? Từ đó chúng ta sẽ thấy được cái ưu điểm của hệ thống ABS như sau. Thứ nhất, không làm mất tính ổn định khi phanh. Thứ hai, tay lái được kiểm soát ngay cả khi phanh gấp. Thì rõ ràng lúc nãy mọi người có thấy đúng không ạ? Trong cái đoạn video đầu tiên khi mình chia sẻ, mọi người đã thấy là rõ ràng trong trường hợp mà nếu như mà cái phanh chúng ta bị bó cứng thì sao ạ? À, chúng ta có đánh lái thì sẽ không chuyển hướng được đúng không ạ? Cũng không kiểm soát được tay lái. Và vấn đề thứ ba đó là có quãng đường phanh ngắn nhất có thể giảm mài mòn lốp. Lưu ý tất cả mọi người là như thế này. Có nghĩa là khi mà lực phanh nó đạt ở dưới giới hạn trượt tối ưu thì rõ ràng là nó sẽ có một cái giới hạn trượt, nhưng là giới hạn trượt đó rất là nhỏ. Nó sẽ giảm mài mòn lốp hơn so với lại cái lốp sẽ trượt hoàn toàn. Mọi người lưu ý nha. Rồi, những cái vấn đề chúng ta đặt ra là như vậy, đúng không? Chúng ta đã biết cái hệ thống ABS khi nào nó hoạt động và nó sẽ hoạt động trong cái vùng nào, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là hệ thống ABS sẽ có nguyên lý như thế nào, đúng không ạ? Và nó sẽ có cấu tạo và chi tiết như thế nào để phục vụ cái nguyên lý đó. À, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Thì đầu tiên, để cho mọi người dễ hiểu thì mình sẽ mượn một cái sơ đồ khối vòng điều khiển của hệ thống ABS để mô tả cho mọi người. Sơ đồ sẽ bao gồm như sau. Đầu tiên là cái phần tử đầu vào chính là cái cụm xi lanh chính. À, đây chính là cái cụm xi lanh chính của chúng ta. Mục đích nó sẽ tạo ra cái áp lực của dầu phanh, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là mô đun thủy lực. Bên trong này nó sẽ chứa các cái van thủy lực. Mục đích là nó sẽ thực hiện các cái việc là đóng ngắt các cái đường dầu trong cái trường hợp là tăng áp, giảm áp. À, tùy thuộc vào cái điều kiện hoạt động của ABS. Thứ ba đó là cái xi lanh bánh xe. À, thằng này sẽ tạo ra cái áp lực phanh để hãm cái chuyển động quay của lốp. Thì tại đây người ta sẽ bố trí một cái cảm biến tốc độ bánh xe. Thằng này sẽ cập nhật cái trạng thái của tốc độ bánh xe, ví dụ như tăng tốc, giảm tốc, vân vân. Và tín hiệu này nó sẽ được gửi thường trực về cái cụm HECO. HECO sẽ tính toán dựa trên cái cảm biến tốc độ bánh xe này nó để làm gì ạ? À, điều khiển đóng mở các cái van thủy lực. À, thì cái quá trình đó cái lặp đi lặp lại như vậy, mục đích là sẽ duy trì cái lực cái tốc độ bánh xe nó nằm trong giới hạn trượt tối ưu, duy trì cái lực bám lớn nhất là duy trì được cái lực phanh là lớn nhất. À, đấy là chính là cái nguyên lý hoạt động của hệ thống thống ABS. Thì về nguyên lý nó là như vậy, thì chúng ta sẽ lại đặt ra một câu hỏi là chúng ta sẽ đến với lại một cái câu hỏi thứ hai mình chúng ta có nói đúng không ạ, là hệ thống ABS nó sẽ có cấu tạo như thế nào để phục vụ được cái nguyên lý đó. À, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các chi tiết và cụm chi tiết trong hệ thống. Đây, xin giới thiệu các chi tiết và cụm chi tiết trong hệ thống ABS. Đầu tiên, các cái tín hiệu đầu vào chúng ta sẽ bao gồm cảm biến tốc độ bánh xe, công tắc chân phanh, nguồn cấp ắc quy và cảm biến trọng tâm. Lưu ý đối với cảm biến trọng tâm này, thông thường thì nó sử dụng trên xe hai cầu. Thì đối với xe hai cầu thì nó sẽ vận động bằng bốn bánh, thì để tính toán được cái hệ số lực phanh hiệu quả thì người ta sử dụng một cái cảm biến trọng tâm. Các cái tín hiệu và cái mô đun điều khiển đầu ra là bao gồm đèn cảnh báo ABS này, đèn thắng tay, van điện từ, motor và dữ liệu chẩn đoán. Riêng với phần motor và dữ liệu chẩn đoán này thì nó sẽ là nó phục vụ là làm gì ạ? Có nghĩa là nó truy xuất dữ liệu cho các hệ thống khác, hoặc là nó sẽ nhận cái tín hiệu từ các hệ thống khác trong quá trình nó hoạt động. Ngoài ra thì nó thực hiện quá trình là chẩn đoán cho hệ thống. Rồi, ngay sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu từng chi tiết một trong hệ thống nhé. Chúng ta sẽ đến với lại cái chi tiết đầu tiên, đó là cảm biến tốc độ bánh xe. Rất quen thuộc đúng không ạ? Rất quen thuộc vì sao ạ? Đây là cái trục trặc mà chúng ta hay gặp nhiều nhất, đúng không ạ? Cái cảm biến tốc độ bánh xe này lắp đặt ở các bánh xe đúng không ạ? Mục đích nó truyền tín hiệu về cụm ABS để giám sát tốc độ của một bánh. Thông thường thì nó sẽ có hai loại. Loại thứ nhất là cảm biến từ, nó sẽ cho ra cái xung hình sin như thế này, đúng không ạ? Và loại thứ hai là cảm biến hôn, nó sẽ cho ra cái xung vuông như thế này. Thì trên sơ đồ, trên cái đoạn video nó đang mô tả về một cái cảm biến từ, đúng không ạ? Mọi người thể thấy ở trong lõi của nó chính là một cái 500 vĩnh cửu, ở phía ngoài sẽ có bấm các cái vòng dây, đúng không ạ? Khi vành quắc xung nó đi qua cái đầu cảm biến sẽ làm thay đổi cái từ trường qua cuộn dây, từ đó nó làm thay đổi cái điện áp bên trong cái cuộn dây. Thì HECO nó dựa vào cái tín hiệu của cái sự thay đổi điện áp này để tính toán ra cái tốc độ của bánh xe. Ở đây có lưu ý tất cả mọi người một vấn đề này, mình chỉ trình bày về mặt nguyên lý và cấu tạo, hắn sẽ còn một phần nữa, đó là phần tra cứu thông số kỹ thuật về của hệ thống và phần đo kiểm. Cái phần này mình đã soạn cho tất cả là 14 trang để mọi người có thể thực hiện.
Vấn đề ở đây là có quan điểm đào tạo mình sẽ hơi khác một chút. À, mình sẽ không trình bày các thông số kỹ thuật với mọi người. Cái việc tra cứu thông số kỹ thuật và đo kiểm là mọi người sẽ phải tự thực hiện theo cái bài tập mà mình đã yêu cầu. Bài tập đó sẽ được gửi lên sau khi cái buổi học kết thúc và mọi người sẽ thực hiện trong vòng một tuần. Đấy, cái này mình sẽ triển khai sau. Chúng ta sẽ đến với cái chi tiết tiếp theo, đó là cái công tắc bàn đạp phanh. Đây là một cái tín hiệu đầu vào, nó thể hiện cái trạng thái của bàn đạp phanh. Lưu ý có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ như là chúng ta đã đạp phanh hay chưa, hay ví dụ như đang đạp phanh thì đã nhả phanh hay chưa, đúng không ạ? Thứ ba là tạo cái chu kỳ điều khiển ABS mới. Lưu ý về như thế nào là tạo cái chu kỳ điều khiển ABS mới. Thì khi hệ thống ABS nó hoạt động, mình xin lý giải một chút nha. Khi hệ thống ABS hoạt động, nó sẽ tuân theo các cái quy trình nhất định, hoặc là tuân theo cái chắc chế độ nhất định, ví dụ tăng giảm gì đó. Xíu nữa chúng ta sẽ đề cập đến cái phần trong cái phần nguyên lý. Thì khi ví dụ như trong trường hợp nó đang hoạt động mà nó khi chúng ta nhả phanh, nghĩa là mất tín hiệu công tắc trung tâm, thì toàn bộ cái chế độ này sẽ bị hủy. Có nghĩa là khi chúng ta đạp phanh vào và hệ thống ABS bắt đầu hoạt động tới lại, thì nó sẽ tạo thành một cái chu kỳ điều khiển mới, thì gọi là tạo chu kỳ điều khiển cho hệ thống ABS là như vậy. Ở đây có một cái lưu ý tiếp theo, là một cái lưu ý tất cả mọi người, đó là cái việc test kiểm tra motor bơm của hệ thống ABS. Thì cái này thì nó khá là quen thuộc với là các bạn mà thường xuyên chúng ta chạy kiểm tra tiếng kêu, đúng không ạ? Thỉnh thoảng khách hàng hay phản ánh một vấn đề, đó là sao? Thỉnh thoảng đang đi ở cái tốc độ xe khoảng 3-40 gì đó không nhớ, nhưng lại có một cái âm thanh gì đó nó vọng ra giữa cái vách ở giữa khoang động cơ và cái khoang hành khách, đúng không ạ? Thì đó là cái việc mà gọi là test kiểm tra motor bơm. Thì ở cái tốc độ 30 km/h ấy, HSO nó sẽ thực hiện cái việc test kiểm tra motor bơm, đúng không ạ? Khi có tín hiệu của công tắc bàn đạp trung phanh. Lưu ý là nó chỉ là một lần duy nhất nhé. Lưu ý nó chỉ là một lần duy nhất thôi. Do đó khách hàng sẽ phản ánh là lúc ngay lúc không là như vậy. Để chúng ta chú ý cái này. Chi tiết tiếp theo, nguồn cấp và ắc quy. Mục đích là sẽ cấp nguồn cho hệ thống thôi, rất đơn giản như vậy. Mọi người lưu ý về cái vùng điện áp hoạt động của hệ thống này. Nó sẽ cụm ABS sẽ có cái vùng điện áp hoạt động từ 9,5 V đến 17 V. Như vậy thì nếu như điện áp trên 17 V thì hệ thống ISO sẽ ngắt relay và tắt hệ thống. Đúng không? Dưới 9,5 V thì sao ạ? Thì vì nguyên tắc là hệ thống ABS nó vẫn hoạt động nhưng nó sẽ bị hạn chế và đồng thời bật đèn cảnh báo. Thì cái này sẽ lưu ý là thỉnh thoảng chúng ta hay test và chúng ta thấy lỗi là battery in low ở trong cổng ABS, đúng không ạ? Chính là thỉnh thoảng nếu như bình điện chúng ta yếu thì nó cũng sẽ báo cái lỗi này. Rồi chúng ta đến với một thành phần rất quan trọng, đó chính là cái van thủy lực. Một số bạn gọi nó là cái van điện tử cũng được, đúng không ạ? Thì van thủy lực này nó sẽ gồm hai phần, đúng không ạ? Nó phần thứ nhất là gồm cái thân, các cái lõi van này sẽ nằm trong phần thân này. Và phần thứ hai là cái phần cuộn dây là nó sẽ nằm trong cái đế này, được chưa? Thì đây nó sẽ là một phần của bộ điều khiển thủy lực, vì nó sẽ bao gồm cả bơm nữa các bạn, và các cái bình tính năng nữa, đúng không ạ? Mục đích của nó là nó sẽ điều khiển cái áp suất dầu phanh trong các cái chế độ tăng áp, giảm áp hay giữ, đúng không ạ? Tùy thuộc vào cái chế độ hoạt động của ABS. Thì đối với hệ thống ABS, ở đây mình đang nói về hệ thống ABS nhé, chưa đề cập đến hệ thống ESP hay hệ thống TC. Thì hệ thống ABS sẽ có, thông thường thì sẽ có 4 van inlet, còn sẽ có 8 van, 4 van inlet và 4 van outlet. Như vậy thì một bánh xe nó sẽ có 1 van inlet và 1 van outlet, đúng không ạ? Ở đây có một lưu ý với tất cả mọi người này. Khi chưa điều khiển thì van inlet sẽ là van mở và van outlet sẽ là van đóng. Nhớ cái trạng thái này giúp mình. Tí nữa sẽ đến từ cụ thể từng van thì mình sẽ nói về cái vấn đề này. Ở đây mình đã mượn một cái sơ đồ của chiếc xe 1218, Rally 1218, để cho các bạn có thể thấy vị trí của các van. Ở đây ABCD là các cái van outlet, được chưa? EFGH là các cái van inlet. Đó là các cái van van thủy lực. Sau đây chúng ta sẽ đi đánh từng chi tiết từng cái loại van một nha. Xin giới thiệu van đầu tiên, van inlet. Van inlet thì có nhiệm vụ là nối ngắt cái đường dầu giữa xi lanh tổng và xi lanh bánh xe. Như vậy đây là cụm xi lanh tổng này. Đây là xi lanh bánh xe nha. Bây giờ đây là loại van thường mở. Lưu ý mình in đậm là chữ thường mở, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là vì sao van này là loại van thường mở? Mình thử hỏi một bạn nha. Để xem nào, chúng ta sẽ quay lại với miền Trung của chúng ta. Mời bạn ở Hyundai Huế nha. Mời bạn ở Hyundai Huế, bạn ở Hyundai Huế có thể giải đáp giúp mình cũng như tất cả mọi người ở đây vì sao cái loại van này là van thường mở không ạ? Theo em là dùng để cho trường hợp là
hệ thống ABAP là lỗi hệ thống phanh vẫn hoạt động bình thường anh ạ. À, rất chính xác, rất cảm ơn bạn. À, rất cảm ơn bạn ở Hyundai Huế. À, mình xin phép được giải thích một chút. À, mình sẽ nói rõ hơn một chút ha. Hệ thống ABS nó thuộc hệ thống phanh là một trong những cái hệ thống an toàn đúng không ạ? Như vậy thì trong những trường hợp ví dụ như bị lỗi về cái hệ thống ABS thì chúng ta vẫn phải thực hiện quá trình phanh là bình thường. Do đó đây là cái đường cấp dầu chính từ xi lanh, cái đường cấp dầu chính từ xi lanh tổng đến xi lanh bánh xe đúng không ạ? Như vậy trong trường hợp đó là bình thường, nó phải luôn luôn mở để đảm bảo an toàn đúng không ạ? Rồi. Lưu ý trong này nó sẽ có thêm một cái van một chiều nữa. À, cái van một chiều nên mục đích nó sẽ hồi nhanh cái đường dầu, cái dầu phanh từ cái xi lanh phanh bánh xe về lại cái xi lanh tổng trong trường hợp chúng ta nhả bằng đập phanh. Còn cấu tạo của nó thì mình nhắc lại một chút này. Đầu tiên là cái lõi van này thì sẽ nằm trong phần đế này. Đúng không? Phần cuộn dây điều khiển này nó sẽ nằm trong cái phần này. Đấy chưa? Thì khi mà hai cái lắp lại thì các cái van sẽ chui vào trong các cái lỗ này. À, đấy. Chúng ta sẽ đến với cái loại van thứ hai là van outlet. Van outlet là loại van thường đóng, nó chỉ mở trong cái trường hợp đó là nó điều chỉnh cái áp suất phanh ở cái chế độ giảm áp. À, về cấu tạo thì nó khá giống với van inlet, thì mọi người thấy cái van inlet đúng không ạ? Nó khá giống như vậy. Nó cũng sẽ có phần cuộn dây nằm trong đế này, cái lõi thì sẽ nằm trong này đúng không ạ? Mục đích là sao? À, nó sẽ mở cái đường dầu hồi từ xe lăn bánh xe về cái bình tích năng áp suất thấp trong cái giai đoạn giảm áp. Bình tích năng, chúng ta đến cái chi tiết là bình tích năng. Bình tích năng được tích hợp bên trong thân van luôn. Nếu như bạn nào đã từng thấy thế cụm ABS thì các bạn có thể khi mà cầm cái cụm ABS lên các bạn sẽ thấy này. Bên hông của cái cụm ABS sẽ có hai cái nắp như hai cái đồng xu ấy, chính là bên trong của nó chính là hai cái bình tích năng. Thì chúng ta sẽ bao gồm một cái bình tích năng áp suất thấp, mục đích nó sẽ đặt giữa cái van outlet và cái bơm, nó sẽ tích áp dầu trong cái giai đoạn giảm áp trước khi bơm nó hút về. Và cái bình thứ hai là cái bình tích năng áp suất cao, nó sẽ đặt giữa bơm và cái xi lanh tổng, mục đích là sẽ giảm tiếng ồn và tích áp khi bơm hoạt động. Lưu ý tí nữa đến xe đồ mặt thủy lực thì mọi người sẽ thấy được cái vị trí của nó và cũng như là cái nguyên lý của hoạt động của nó nhé. Rồi chúng ta đến một cái chi tiết, đó chính là cái cụm bơm, cái motor hay là cái cụm bơm thủy lực, đúng không ạ? Thì đầu tiên xin mời mọi người chúng ta sẽ xem về cái cấu tạo của nó trước thông qua một đoạn video nha. Cái video này là do các anh trong phòng kỹ thuật thực hiện, người ta đã mổ một cái motor bơm ra rồi. Chúng ta sẽ thêm có cấu tạo như thế nào nha. Vỏ motor thì bên trong này cấu tạo của nó sẽ có bốn tấm 5 chấm đúng không ạ? Bốn chấm rotor của nó là starter của nó là 4.5. Như vậy thì thực chất đây chỉ là một cái motor điện một chiều thôi. Cái phần starter của nó chính là 4-500 điện được cố định trên cái vỏ thôi đúng không ạ? Như vậy thì cái phần ruột sẽ kết cấu như thế nào thì mọi người xem nha. Đây là cái ruột của nó này. Và đây là rotor của nó được cấp điện nhờ hai cái van, nhờ điện ở trên cái bộ chấp hành này. Như vậy thì mọi người thấy này, cái motor thì sẽ nằm ở trên cái thân van, trong khi cái phần cấp nguồn sẽ nằm trong đế. Thì để cấp nguồn qua được motor, người ta sử dụng hai cái chân dắt cắm qua cái lỗ mà vị trí anh đang chỉ ở đây, đúng không ạ? Thấy là nó sẽ to hơn này. Và sẽ tiếp xúc với lại, ra đây nó sẽ sử dụng hai cái cổ góc để nó đưa ra làm cho cái motor của mình nó có thể hoạt động được. Như vậy thì cấu tạo của motor bơm này nó khá đơn giản, nó chỉ là một cái motor điện một chiều thôi. Nó khá vì cái cấu nó khá giống với lại các cái motor ví dụ như là motor gặt mưa hay lăn kính như vậy, đúng không ạ? Nó có nhiệm vụ là nó sẽ hồi cái dầu trở về cái đường xi lanh tổng, đúng không? Và lưu ý này, nó khá giống với là cái van một chiều, là không thể tháo rời được và cũng không thể thay thế từng phần được. Như vậy thì trong khi mà nó lỗi, cái motor này lỗi thì chúng ta buộc lòng phải thay thế cả cụm. Lưu ý lại một lần nữa, đó là cái việc mà HSO nó thực hiện và test cái việc kiểm tra cái motor bơm này ở tốc độ 30 km/h như lúc nãy mình có trao đổi, đúng không ạ? Khi có mà có tín hiệu của bà công thắng bật nạp phanh, chúng ta lưu ý này. Và thứ hai đó là một cái lỗi rất quen thuộc, đó lỗi 2C2402 đúng không ạ? Motor electrical trên xe i10 đúng không ạ? Lưu ý khi các bạn gặp cái mã lỗi này đối với motor này. Rồi chi tiết tiếp theo đó là cái relay van và cái relay bơm. Mục đích là chỉ cấp nguồn cho bơm và cho van điện từ, chỉ đơn giản thế thôi. Nó cũng khá giống với lại bơm và cái van điện từ, là chúng ta không thể thay thế từng phần được. Chúng ta nếu như mà chúng ta nếu bị lỗi, chúng ta phải thay thế cả cụm. Ở đây mình chỉ lưu ý mọi người về một cái lỗi, đó là lỗi C21201. Cái lỗi này thực tế là nó sẽ thấy ở đâu ạ? Trên chính là chúng ta hay gặp rắc rối trên chiếc xe sạc xay, đúng không ạ?
Vậy thì mình cũng không rõ là ở cấp đại lý thì các bạn xử lý cái lỗi này như thế nào ạ? Mình thử thử mời một bạn nha, mời một bạn thử cho mình thử. Và khi mà lỗi này thì các bạn xử lý như thế nào? Thì mình sẽ đi đi ra phía Bắc một tí nào, xem. Mình sẽ mời bạn ở Hyundai Hà Tĩnh nè. Bạn Hyundai Hà Tĩnh có thể chia sẻ với tất cả mọi người ở đây biết là vì trong trường hợp ví dụ như bạn gặp cái lỗi như thế này, bạn đã gặp lỗi này chưa? Và nếu như bạn gặp cái lỗi này thì bạn đã xử lý như thế nào? Mời bạn ở Hyundai Hà Tĩnh đó. Chào anh ạ, chào tất cả mọi người ạ. Đối với lỗi này thì mình chỉ cần kiểm tra cái phần nguồn cập vào cái lens. Nếu mà có nguồn thì mình sẽ tiến hành thay cái cụm ABS này. Rất cảm ơn bạn ở Hyundai Hà Tĩnh nha. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Thì cái lỗi này thì nó khá là nói như là ở đây chúng ta chỉ là nói vấn đề là nó nhỏ với nhau một chút thôi, đúng không ạ? Cái lỗi này thì chúng ta hay thường gặp, đúng không ạ? Trên xe Accent của chúng ta, đúng không ạ? Đó là lỗi C201-201, ABS, ESP van relay error, đúng không ạ? Thì cái relay này nó tích hợp luôn trên cái bo mạch luôn, đúng không ạ? Nếu như chúng ta kiểm tra cái phần nguồn đầu vào như các tín hiệu mà đầy đủ thì chúng ta tiến hành thay thế cả cầm bơm luôn. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Chúng ta sẽ đến với lại cái chi tiết tiếp theo. Đó là cái đèn cảnh báo. Đây là cái trực quan nhất, đúng không ạ? Cái dễ nhận thấy, dễ nhận biết nhất, đúng không ạ? Mục đích là nó sẽ cho biết cái trạng thái kiểm tra và hư hỏng của hệ thống ABS, đúng không ạ? Nó sẽ có các cái trạng thái sau đây. Mình sẽ chia sẻ các cái trạng thái sau đây nha. Cái trạng thái đầu tiên này, sau khi chúng ta bấm USB, đúng không ạ? Bật chìa khóa on này, ABS sẽ sáng 3 giây. Đúng 3 giây nha. Rồi sẽ tắt như thế này. Thì đây gọi là cái giai đoạn khởi tạo sau khi bật chìa khóa. Nó sẽ sáng liên tục 3 giây, sau đó nó tắt như thế này. Thì mình gọi nó là bình thường, đúng không ạ? Trường hợp thứ hai, cũng sau khi bật chìa khóa mà nó luôn sáng như thế này thì chúng ta phải xét đến các cái điều kiện khác, đúng không ạ? Xét đến các cái điều kiện khác. Thì có thể là trong trường hợp là nó có thể là lỗi các cái chi tiết hay là cái cụm chi tiết trong hệ thống. Nó có thể lỗi một trong những cái chi tiết hay cái cụm chi tiết trong cái hệ thống. Ví dụ như lỗi cảm biến, lỗi van, lỗi motor gì đó, vân vân, đúng không ạ? Thứ hai, có thể là chúng ta đã tháo cụm HSU ra ngoài rồi. Thứ ba, có thể là nó không giao tiếp với mạng kem, đúng không? Giao tiếp mạng chẩn đoán thì cái đèn này cũng luôn sáng. Như vậy thì khi cái đèn này luôn sáng thì các bạn phải kiểm tra đó là có phải là lỗi hay không, đúng không ạ? Vậy nên nếu là lỗi thì các bạn phải kiểm tra như thế nào, đúng không ạ? Rồi đó là tất cả về cái phần cấu tạo, đúng không ạ? Các cái chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống ABS, đúng không ạ? Mục đích cuối cùng của nó là cũng chỉ là phục vụ cho cái sơ đồ, mà đúng không ạ? Phục vụ cho nguyên lý, phục vụ cho cái sơ đồ mạch thủy lực của nó. Và chúng ta sẽ đến với lại cái câu hỏi cuối cùng, đúng không ạ? Khi hệ thống ABS nó hoạt động thì nó sẽ tuân theo các cái chế độ nào? Thì với mỗi cái chế độ đó thì các cái van cái bơm ở trong đó nó sẽ thực hiện cái việc đóng ngắt như thế nào? Để cho nó thỏa mãn được những cái điều kiện mà lúc nãy chúng ta đã chưa, những cái vấn đề mà chúng ta đã đặt ra rồi, đúng không ạ? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, đúng không ạ? Thì trước hết mình sẽ xin nhắc lại các cái chi tiết có trong cái hệ thống ABS. Đầu tiên là các van. Thứ nhất là van inlet này, đây là loại van thường mở, đúng không ạ? Thứ hai, van outlet, đây là cái loại van thường đóng. Ngoài ra chúng ta sẽ có các cái chi tiết như là buồng tích năng áp suất thấp này, buồng tích năng áp suất cao, bơm, đúng không ạ? Cụm xi lanh tổng bánh xe, đúng không? Cụm xi lanh tổng, cụm xi lanh bánh xe, đúng không ạ? Van một chiều. Lưu ý một người cái vấn đề thứ hai là trong khi chúng ta xem cái việc mà dịch chuyển sơ đồ trong mạch thủy lực thì chúng ta sẽ kết hợp với cái việc xem sự thay đổi của lực phanh. Đây chính là sơ đồ thay đổi của lực phanh và sự thay đổi cái tốc độ của bánh xe. Sự thay đổi tốc độ bánh xe. Chúng ta sẽ kết hợp xem với nhau nha. Cho mình sẽ phân tích một cách chậm rãi để cho mọi người dễ nhìn này. Đầu tiên là khi chúng ta sẽ phanh bình thường nhưng không có ai đấy. Vậy không có ai đấy là như thế nào? Có thể lúc đó hệ thống ABS chưa hoạt động, hoặc là trong trường hợp hệ thống ABS lỗi thì chúng ta sẽ thực hiện quá trình phanh là bình thường, đúng không ạ? Thì việc dịch chuyển dầu phanh cũng như là sơ đồ mạch thủy lực thì sẽ như thế nào? Rồi chúng ta quan sát nhé. Đầu tiên, người lái tác dụng vào bàn đạp phanh, dầu từ xi lanh tổng theo các đường ống đến cái van inlet, được chưa? Van inlet là van thường mở, do đó dầu sẽ tiếp tục đến các cái xi lanh bánh xe, đúng không ạ? Piston sẽ ép cái má phanh vào trong cái đĩa phanh làm gì ạ? Để hãm cái phanh xe lại, đúng không ạ? Phanh cái bánh xe lại, đúng không ạ? Khi đó áp lực phanh tăng này, tốc độ của bánh xe nó sẽ giảm xuống. Mọi người thấy chưa? Ngoài ra nó sẽ đi theo các cái đường khác. Đường thứ nhất đến van một chiều. Tuy nhiên van một chiều nó chỉ cho dầu theo chiều ngược lại thôi,
đó, chiều này không qua được. Đường thứ hai đến van outlet. Tuy nhiên van outlet là van thường đóng, do đó dầu cũng sẽ không qua đây được. Đúng không? Cuối cùng là nó sẽ đi qua đến cái đường dầu của bơm, đường dầu hồi của bơm. Tuy nhiên ở đây cũng sẽ có van, nó chặn, nó sẽ không cho dầu qua đây. Như vậy thì dầu cũng sẽ đi một đường duy nhất là đến cái xi lanh bến xe và thực hiện quá trình là hãm phanh. Được chưa? Rồi đó là khi ABS chưa hoạt động. Vậy thì khi ABS hoạt động thì sao? À, thì mình sẽ đặt ra một cái trường hợp này. Đó là khi chúng ta phanh với một cái lực mà lực phanh lớn, đúng không ạ? Trong trường hợp gấp chúng ta phanh một lực phanh lớn và bánh xe có xu hướng là bị quá cứng, đúng không ạ? Áp lực vào phanh, đúng không ạ? Bây giờ nó tăng tối đa rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy này, cảm biến tốc độ bánh xe sẽ luôn cập nhật cái trạng thái của tốc độ bánh xe về cụm ABS, đúng không ạ? Còn HSO sẽ phát hiện ra bánh xe có hiện tượng bị trượt. À, chúng ta sẽ quay lại với sơ đồ lúc nãy một chút. Có nghĩa là bây giờ này là cái lực phanh đã tăng đến cái giá trị tối đa, à được chưa, bắt đầu vượt qua giới hạn trượt tối ưu và có xu hướng bắt đầu giảm xuống, đúng không ạ? Thì ngay lập tức cộng 2 ICU sẽ kích hoạt ba chế độ. Chế độ đầu tiên, chế độ giữ, à chế độ giữ này, HSO cộng 2 ICU sẽ cấp nguồn cho van inlet chuyển sang trạng thái đóng. À, mọi người nhìn nào, van inlet đóng lại, áp suất trong xi lanh bánh xe không tăng lên nữa. À, mọi người nhìn thấy chưa, áp suất trong xi lanh không tăng lên nữa. Tuy nhiên áp lực phanh không tăng lên nữa. Tuy nhiên trong này nó sẽ vẫn tồn tại một áp suất do chúng ta cung cấp ban đầu, đúng không ạ? Do đó tốc độ bánh xe tiếp tục giảm xuống. Đấy. Chế độ thứ hai, chế độ giữ, chế độ giảm. À, tại chế độ giảm thì HSO tiếp tục cấp nguồn cho van outlet. Khi đó van outlet sẽ mở ra. À, van outlet mở ra này. Dầu từ đường cấp cho xi lanh bến xe sẽ hồi qua van outlet và tạm thời tích vào bình tích năng áp suất đất. Khi đó áp suất trong đường cấp cho xi lanh bến xe sẽ giảm. À, mọi người thấy áp suất xi lanh sẽ giảm, đúng không ạ? Tuy nhiên nó sẽ giảm với lại một cái tốc độ rất là chậm, đúng không ạ? Do đó tốc độ bến xe tiếp tục giảm thêm một đoạn nữa. À. Cuối quá trình này, van outlet đóng lại, bơm hoạt động hút dầu từ bình tích năng áp suất thấp đẩy vào bình tích năng áp suất cao. Đến một cái giá trị nhất định thì sẽ đẩy về đường cấp cho xi lanh chính. Tại thời điểm này van outlet đóng này, van inlet đóng, được chưa? Áp suất trong này nó sẽ được giữ nguyên. À, mọi người thấy không ạ? Nó sẽ duy trì ở một cái giá trị rất là thấp. Do đó tốc độ bánh xe nó sẽ có xu hướng sao ạ? À, tăng lên lại. Thì bây giờ cảm biến tốc độ bánh xe, đúng không? Nó sẽ là cặp tiếp tục, nó bị nó cập nhật thường trực về cộng ABS. Cộng ABS nó nhận thấy rằng tốc độ bánh xe đang có xu hướng tăng lên trở lại thì lập tức nó kích hoạt chế độ tăng áp trở lại bằng cách mở van inlet ra. Đúng không? Khi van inlet mở ra thì sao ạ? Lực phanh tăng lên lại và tốc độ bánh xe nó sẽ quay đầu giảm xuống lại. Thì cái quá trình đó cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy. À, mục đích là nó sẽ duy trì cho cái tốc độ bánh xe này nằm trong giới hạn trượt tối ưu và duy trì được cái lực phanh là lớn nhất. À, đó chính là cái nguyên lý hoạt động của hệ thống ABS. Vậy khi nhả phanh ra thì sao? À, thì mọi người quan sát này. Khi chúng ta nhả phanh ra, các van sẽ trở về cái trạng thái bình thường của nó. Ví dụ van inlet là sẽ về trạng thái thường mở này, outlet sẽ là đóng lại, đúng không ạ? Bơm sẽ ngắt, dầu phanh sẽ từ xi lanh bánh xe qua van một chiều, đúng không ạ? Sau đó trở về xi lanh tổng, bánh xe được nhả ra là rất đơn giản như vậy thôi. Thì để cho mọi người dễ hiểu thì mình đã mượn một cái sơ đồ mạch thủy lực ABS của chiếc Grand E 12-18 để mô tả cho mọi người này. À, thì trên sơ đồ mạch thủy lực này nó cũng sẽ bao gồm các cái chi tiết như sau. À, đầu tiên đó là chiếc cái là cụm xi lanh tổng của chúng ta, đúng không ạ? Các cái van inlet, đúng không ạ? Các van outlet, các van inlet thường mở, outlet thường đóng này, cụm xi lanh bánh xe này, được chưa? Bình tích năng này, bơm, đúng không ạ? Và điều lưu ý thứ hai, khi chúng ta xem cái việc mà dịch chuyển sơ đồ mạch thủy lực trong hệ thống, chúng ta sẽ kết hợp với việc xem cái việc mà đóng mở các cái van này như thế nào. Van nào chuyển sang trạng thái đỏ thì có nghĩa là van đó đang đóng. Van nào chuyển sang trạng thái xanh thì có nghĩa là nó sẽ mở ra. Đấy chưa? Chúng ta sẽ cùng xem. À, ở đây mình sẽ trình bày cho mọi người nha. Đầu tiên, ở chế độ tăng áp, van inlet mở, van outlet đóng, đúng không ạ? Bơm chưa hoạt động. Dầu từ xi lanh tổng đến qua van inlet, sau đó đến cái xi lanh bánh xe, đúng không ạ? Nó sẽ hãm cái chuyển động quay của đĩa. À, mọi người thấy cái tốc độ đĩa nó quay chậm lại chưa? À, ở đây van inlet mở này, outlet đóng, đúng không ạ? Tốc độ đĩa nó sẽ quay chậm lại, nó sẽ hãm cái chuyển động quay của đĩa lại, đúng không ạ? Khi người lái buông bàn đạp chân phanh ra thì sao? Dầu từ xi lanh bánh xe sau đó qua van một chiều,
đúng không? Trở về lại xi lanh tổng, đúng không? Khi đó thì sao? Tốc độ đi phanh sẽ tăng lên trở lại. À, đó chính là quá trình mà phanh bình thường, đúng không? Vậy thì đâu khi mà hệ thống ABS hoạt động thì nó sẽ như thế nào, đúng không? Và chúng ta sẽ quay lại với câu chuyện là khi đó chúng ta sẽ tác dụng với một cái lực bằng đập phanh lớn, đúng không ạ? Và bánh xe có xu hướng bị quá cứng. Có nghĩa là bây giờ lực phanh đã tăng đến giá trị lực tối đa, tối đa của nó và có xu hướng là nó vượt qua giới hạn trực tối ưu và bắt đầu nó giảm. À thì ngay lập tức cộng HICO nó bắt đầu nó sẽ sao ạ? Kích hoạt ba chế độ, đúng không ạ? Chế độ đầu tiên, chế độ giữ này, mọi người xem chế độ giữ này. Van inlet đóng lại. À mọi người thấy van inlet đóng lại chưa? Nó sang ngang đóng lại phải không? Van outlet tiếp tục đóng, bơm không hoạt động, đúng không ạ? Khi đó áp suất trong xi lanh bánh xe sẽ không tăng lên nữa, không ạ? Nó sẽ duy trì một cái áp lực để là hãm cái chuyển động quay của đĩa, à, nó chậm chậm như thế này, được chưa? Tiếp theo chế độ giảm, van outlet mở ra, à mọi người thấy van outlet mở ra, dầu sẽ hầu qua van outlet tạm thời nạp ở bình tích năng áp suất thấp, à cuối quá trình này thì van outlet đóng lại, bơm hoạt động hút dầu từ bình tích năng áp suất thấp đẩy về cái đường cấp của xi lanh tổng, à như vậy thì mọi người thấy này. Cái quá trình đó cái lặp đi lặp lại liên tục và kết quả mà chúng ta nhận được đó là sao? Có nghĩa là cái má phanh chúng ta sẽ nhấp nhả liên tục như thế. Ở đây thì mình đã làm chậm lại cho mọi người dễ nhìn. Tất nhiên là quá trình đang diễn ra rất là nhanh, đúng không ạ? Kết quả là cái đĩa, tốc độ của đĩa tăng lên sau đó giảm xuống, tăng lên sau đó giảm xuống. Và cái này mà nếu như liên hệ với thực tế trực tiếp với bánh xe thì chúng ta sẽ thấy rằng tốc độ bánh xe cứ liên tục thế, giảm xuống sau đó tăng lên, rồi giảm xuống tăng lên liên tục như vậy, đúng không ạ? Mục đích là sẽ duy trì cho cái bánh xe nó nằm trong cái giới hạn trực tối ưu, đúng không ạ? Và duy trì được cái lực phanh là lớn nhất, à, đó chính là cái nguyên lý hoạt động của hệ thống ABS. Rồi đó là tất cả nội dung của buổi học ngày hôm nay. Đấy à, mình xin phép tổng kết lại một chút. Thì ngày hôm nay chúng ta đã nói về cái lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống ABS. À, chúng ta cùng nhau phân tích các tình huống khi phanh xe và các cái lực tác động, đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu về cái nguyên lý hoạt động cơ bản, và trong đó chúng ta đã mượn một cái sơ đồ khối để mô tả về cái nguyên lý của nó. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cấu tạo của nguyên lý của chi tiết, cùng chi tiết trong hệ thống. Lưu ý tất cả mọi người ở đây là như thế này. Quan điểm đào tạo của mình là mình sẽ không bao giờ đưa các cái thông số lên trên cái bài đào tạo. Tất cả các thông số tra cứu sẽ nằm trong cái phần bài tập, như mình lúc nãy có chia sẻ là một phần bài tập 14 trang, nó sẽ bao gồm hai phần trong bài đó. Bài tập sẽ bao gồm thứ nhất là cái phần tra cứu, là các bạn phải thực hiện tra cứu trong Redis, CNC và tài liệu mình gửi đó. Phần thứ hai là các bạn sẽ chừa lại đi, khi chúng ta là thực hành, chúng ta sẽ đo kiểm và xác nhận lại các thông số đó. Cái việc đó sẽ do kỹ thuật viên thực hiện, không phải là do mình thực hiện, các bạn lưu ý nhé. Và cái phần bài tập đó xíu nữa mình sẽ triển khai sau. Và cuối cùng chúng ta đã nói về cái sơ đồ hoạt động của mạch thủy lực. À, đây là một vấn đề rất quan, đúng không? Đây chính là cái vấn đề một quan trọng nhất. Như dựa vào đây chúng ta đã biết được rằng hệ thống ABS khi hoạt động này nó sẽ tuân theo các cái chế độ nào, được chưa? Với các chế độ đó thì các cái van nào sẽ thực hiện việc đóng mở như thế nào, đúng không ạ? Và cái việc dịch chuyển dầu phanh cũng như là thủy lực ở trong mạch đó thực hiện như thế nào. À, đó mọi người lưu ý cái này. Phần tiếp theo là bài tập về nhà, thì mọi người sẽ đọc lại tất cả nội dung của buổi học ngày hôm nay dựa vào CNC này, Redis và tài liệu mình đã gửi. Các bạn hãy thực hiện một cái bài tập theo yêu cầu. À, xíu nữa mình sẽ gửi cái bài tập vào cuối khóa học cho mọi người. Bài tập ở đây chủ yếu là tra các cái thông số kỹ thuật liên quan đến các cái chi tiết trong hệ thống. Ví dụ như là cái cảm biến chẳng hạn. Ở đây mình ví dụ thôi nha, chứ vì nó rất là nhiều, đúng không ạ? Thời gian là nó rất là dài, cho các bạn làm thoải mái nha. Cảm biến là nó sẽ ví dụ trong cảm biến là cái khe hở của cái air gap, cái khe hở của cảm biến là bao nhiêu này. Ví dụ cảm biến đó là xung, đúng không ạ? Thì xung 2 là bao nhiêu, xung lâu bao nhiêu, nguồn cấp là bao nhiêu. À, một cái phần bài tập mình đã soạn sẵn thì mọi người cứ thực hiện y như thế. Thì kết hợp giữa cái phần bài tập của mình này, à, phần bài tập này và cái phần nội dung mình diễn giải của ngày hôm nay, thì khi chúng ta cộng hai cái phần đó lại, chúng ta sẽ tạo thành một cái chuyên đề. À, mọi người hiểu ý mình không ạ? Mình sẽ không diễn giải tất cả. Mình sẽ đánh giá lại cái bài báo cái quá trình của mọi người thông qua cái bài báo cáo mọi người nộp lại cho mình. Và lưu ý cái bài báo cáo đó là mọi người phải nộp lại đúng theo quy định, ha, đúng theo quy định. Thì thông thường chúng ta sẽ phải nộp trước cái buổi học tiếp theo là tuần sau một ngày để cho mình có thể đọc lại và đánh giá trước, à, cho mọi người nhé. Rồi buổi nội dung của buổi học tiếp theo đó là giải đáp các cái thắc mắc của buổi học ngày hôm nay, đúng không? Đánh giá về cái bài tập về nhà của mọi người và triển khai một cái hệ thống mới, chính là cái hệ thống TCS, hệ thống phân bổ lực kéo, nó hoạt động dựa trên cái hệ thống phanh của chúng ta. Đây là một cái hệ thống khá hay.
Mình cũng sẽ chia sẻ về cái tài liệu về cái hệ thống này cũng như là các cái nội dung sắp tới của cái hệ thống này để cho mọi người đọc trước để chúng ta sẽ để tiến hành đào tạo sau. Rồi, đó là tất cả nội dung của cái buổi học ngày hôm nay. Vì thời gian cũng rất là có hạn, do đó mình đã cố gắng chia sẻ những cái gì gọi là xúc tích nhất, cơ bản nhất, đúng không ạ? Thì cũng rất là hy vọng mình nhận được cái sự đóng góp như chia sẻ ý kiến của tất cả mọi người để cái bài đào tạo này nó có thể là nó được không, nó được có thể là nó hoàn hảo hơn. Cũng rất mong nhận được sự chia sẻ đóng góp của tất cả từ ban giám khảo đến tất cả mọi người. Một lần nữa thì xin kính chúc tất cả mọi người chúng ta thật nhiều sức khỏe, đúng không ạ? An tâm an toàn để phòng chống dịch bệnh, đúng không ạ? Xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin chúc mừng thí sinh Võ Xuân Nhật đã hoàn thành xong bài thi của mình. Xin cảm ơn thí sinh. Và sau đây xin mời đại lý đánh giá cho điểm trên màn hình hiển thị ạ. Tôi xin ý là một lần nữa là các tài khoản, mỗi đại lý chỉ sử dụng một tài khoản để cho điểm thôi ạ. Và mức thang điểm của chúng ta từ 1 đến 5 ạ. 1 là thấp nhất và 5 là cao nhất. Hiện tại chúng tôi đã nhận được 56 kết quả của đại lý rồi. Những đại lý còn lại thì nhanh chóng hoàn thiện bài đánh giá của chúng tôi. Tôi nhận được 58 bài đánh giá ạ. Còn một số bài đánh giá nữa thì xin mời đại lý nhanh chóng hoàn thiện giúp chúng tôi. Vâng, chúng tôi đã nhận đủ được kết quả đánh giá rồi ạ. Và sau đây chúng tôi sẽ hiển thị cái kết quả đánh giá của đại lý ạ. Với tiêu chí thứ nhất thì số lượng đại lý đã cho điểm mức thang điểm cao nhất là 5 là rất là nhiều ạ. Tiêu chí thứ hai cũng là mức thang điểm số 5 là nhiều ạ. Tiêu chí thứ ba là tiếp tục một thang điểm rất là lớn là số 5 ạ. Và tiêu chí số 4 cũng là số 5 là rất là nhiều. Tiêu chí số 5 và tiêu chí số 6 ạ. Tiêu chí số 5 thì thang điểm là rất là nhiều ạ. Đến tiêu chí thứ 6 thì mức điểm nhiều nhất sẽ là ở số 4 ạ. Xin được cảm ơn phần đánh giá của quý đại lý ạ. Và sau đây sẽ là màn giao lưu chia sẻ với thí sinh ạ. Các đại lý có đặt câu hỏi thì với bài trình bày của thí sinh Võ Xuân Nhật không ạ? Có đại lý đặt câu hỏi không ạ? Nếu không có đại lý đặt câu hỏi thì tôi xin phép được giao lưu chia sẻ với cả ba thí sinh vừa trình bày xong bài thi ạ. Thì câu hỏi thứ nhất mà tôi muốn hỏi các thí sinh đó là trong cái thời kỳ giãn cách dịch bệnh khó khăn như vậy thì các bạn đã thực hiện cái điều khó khăn nhất mà khi các bạn thực hiện đào tạo nội bộ tại đại lý là gì ạ? Thì xin mời thí sinh Võ Xuân Nhật mình có thể chia sẻ đầu tiên đúng rồi không ạ?
Vâng ạ, xin chào tất cả một lần nữa, xin chào tất cả các anh chị ạ. Thì mình cũng xin chia sẻ một xíu. Thì thành phố Đà Nẵng nó cũng khá giống với lại các cái thành phố lớn khác, là nó vừa rơi vào cái tình trạng là dịch bệnh và phải thực hiện cái cách ly rất là lâu. Cũng gần 2 tháng là chúng tôi phải thực hiện cái việc mà cách ly theo cái chỉ thị của thành phố. Do đó thì hầu như các cái khóa đào tạo thì không thể triển khai theo hình thức offline được, mà tôi chuyển sang hoàn toàn là theo online. Thì đối với lại cái việc mà đào tạo online nó gặp rất là nhiều cái khó khăn. Một trong những cái khó khăn đó là vì sao ạ? Đó là cái việc mà diễn giải để cho các bạn ấy hiểu như thế nào ấy. Đó là một trong những cái vấn đề rất là khó. Do đó là cái việc mà xây dựng lại các cái khung chương trình hay đào tạo ấy là sẽ đòi hỏi rất là nhiều cái thời gian. Giống như là cái công sức. Thì và thứ hai nữa là cái việc mà đánh giá cái kỹ thuật viên của mình sau đào tạo hầu như cũng rất là khó. Thì đối với lại thì mình chia sẻ một tí về đối với lại cái khóa đào tạo về cái hệ thống phanh này á, thì mình cũng đã xây dựng theo cái khung chương trình nó rất là lớn. Hầu như nếu như mà trước kia thì mình chỉ xây dựng cái khung chương trình nó đào tạo trong khoảng 3 tuần thôi. Nhưng mình đã xây dựng lại cái khung chương trình này rất là lớn, có nghĩa là đây là đào tạo song song. Nghĩa là nó sẽ bao gồm hai phần luôn. Cả cái phần đào tạo của giảng viên và cái phần thứ hai là cái phần kỹ thuật viên. Thì kỹ thuật viên người ta sẽ ví dụ mình kết thúc xong một cái chuyên đề một buổi này sẽ có một cái bài tập. Thì các bạn ấy là sẽ phải làm cái bài tập đó là tương ứng với lại cái chuyên đề mà các bạn ấy vừa học xong. Cái đó là chỉ đo canh, mình chỉ có thể đánh giá được thông qua cái cách đó thôi. Có nghĩa là tương ứng khoảng 5 chuyên đề thì mình sẽ làm 5 cái bài tập, đúng không? Thì sau khi mà thành phố bắt đầu làm việc trở lại, cho làm việc trở lại thì mình sẽ tổng hợp tất cả lại để tiến hành là chúng ta sẽ tiến hành. Thì đó là một trong những cái vấn đề mình thấy là nó rất là khó khăn trong về đào tạo. Thì không riêng gì đó với sông Hàn, nhưng mình nghĩ đó là với các thành phố khác, ví dụ như là ở Sài Gòn, ở Bình Dương hay là các cái tỉnh ở miền Nam ấy, thì đang chống dịch ấy, thì hầu như là nó đó là cái khó khăn chung thôi. Và mình xin chia sẻ như vậy. Xin cảm ơn phần chia sẻ của thí sinh Võ Xuân Nhật ạ. Và tiếp theo sau đây thì tôi xin mời thí sinh Trần Hải Đăng mình có chia sẻ gì về khó khăn trong quá trình mà mình chuẩn bị đào tạo đội bộ đại lý trong quá trình trong cái thời kỳ mà giãn cách như này không ạ? Dạ, alo. Dạ vâng, bạn đang nghe rõ mình nói không ạ? Dạ em nghe. Vâng, dạ. Bạn có thể chia sẻ đôi lời về cái quá trình mà bạn thực hiện đào tạo nội bộ tại đại lý trong cái thời kỳ giãn cách do Covid này không ạ? Những khó khăn mà bạn gặp phải không ạ? Dạ thì những khó khăn của em thì cũng giống như cái những khó khăn mà anh Nhật vừa trình bày. Thì hiện tại là bên em đang chuyển sang cái đào tạo offline. Thực ra là chưa có, còn một số anh em thì đang ở nhà. Thì em nghĩ về kỹ thuật thì anh em, tất cả các anh em thì phải cập nhật liên tục. Tại vì công nghệ thì lúc nào cũng phải cập nhật, và mấy anh em ở nhà thì rất muốn cập nhật nhưng mà rất là khó. Thế thì bắt buộc thì phải tổ chức online để đảm bảo cái chất lượng là đào tạo của đại lý. Còn về cái phần nội dung của trình bày á, thì về tài liệu sửa chữa thì dựa vào cái cẩm nang sửa chữa. Còn đối với tài liệu đào tạo thì gặp rất là nhiều khó khăn về cái nguồn đào tạo, cái nguồn dữ liệu đào tạo. Thì vì vậy thì giảng viên rất là khó khăn. Và thứ hai là về soạn các cái câu hỏi về đánh giá cho kỹ thuật viên sau quá trình học thì cũng gặp cũng khá là nhiều khó khăn. Dạ. Thì đó là cái những cái khó khăn mà đại lý thì đang gặp vướng phải. Dạ. Rồi, xin cảm ơn Trần Hải Đăng. Xin mời dạ. Bạn Vũ có chia sẻ gì về việc khó khăn của mình trong quá trình mà mình đào tạo đội bộ tại đại lý mà tình hình dịch bệnh đã bị ảnh hưởng đến đại lý không ạ? Dạ, một lần nữa thì cho em gửi lời chào tới ban tổ chức và tất cả anh chị ở các đại lý. Thì đối với ở Gia Lai thì thật là may mắn thì cái dịch của nó thì nó cũng không có phát triển nhiều, nó không có bị ảnh hưởng gì nhiều. Nên hôm nay đây là một cái khóa đầu tiên em đào tạo online. Thì về ở bên chỗ Gia Lai thì em sẽ đào tạo offline, thường xuyên là offline. Thì về nội dung và cách thực hành thì em thường xuyên là cho các bạn thực hành thực tế và những cái chi tiết của nó thì bên em sẽ làm kiểu đó. Còn online thì hôm nay là cái khóa đầu tiên nên em cũng có vẻ là cũng chưa được tốt cho lắm về cái cách mà kiểm tra tương tác và cách kiểm tra cái meet
về âm thanh. Không biết là mọi người có nghe rõ hay không, nhưng mà sau qua 5 phút sau thì em thấy tín hiệu cũng ok. Thì về cái cảm nghĩ của em thì về cái phần khó khăn thì em cũng không gặp gì nhiều khó khăn về cái phần mà đào tạo offline ở đại lý á. Dạ em xin Xin cảm ơn lời chia sẻ của bạn. Và sau đây thì tôi cũng có tiếp câu hỏi dành cho bạn, đó là sau khi mà kết thúc cuộc thi này thì bạn có mong muốn đề xuất gì với công ty đối với cái việc mà đào tạo giảng viên nội bộ hoặc là cái phong trào giảng viên đào tạo nội bộ đại lý không ạ? Xin mời Vũ ạ. Dạ, thì về đề xuất thì ở bên đối với Hyundai Gia Lai thì cũng đã triển khai từ năm 2016. Bắt đầu công việc này là em bắt đầu em làm rồi. Thì em gặp những cái khó khăn gì hoặc là những cái mong muốn thì em cũng đã đề xuất, ban lãnh đạo cũng duyệt hết. Thì về cái phần bây giờ thì em chỉ thiếu cái là xe động cơ và hộp số được rã ra thôi. Còn những cái chi tiết mà liên quan hoặc là những cái hệ thống ở bên ngoài thì mọi người đều đã được thực hành hết rồi. Giờ cái mong muốn của em là sau này nếu mà được những cái khóa chuyên sâu hơn về đại tu động cơ thì em sẽ được đề xuất mượn từ nhà máy về hộp số và động cơ để em đào tạo những bạn học viên có tay nghề chắc hơn. Thì về cái phần đo kiểm, nhưng thực ra là những cái phần mà như động cơ, hộp số của khách hàng đưa tới thì mình cũng không có thật nhiều thời gian để mình hướng dẫn hoặc là đào tạo. Tại vì khi mà cái động cơ mà tới để rã ra thì mình lại làm lại một cái khóa học đó, nhưng mà nó cũng không được chỉnh chu. Nên sau cái khóa học này em mong muốn là em sẽ được đề xuất mượn động cơ và mượn hộp số để theo cái từng cái khóa học mà mình lên theo từng năm đó anh, thì sẽ là được đào tạo bài bản hơn. Thì về cái phần này, dạ em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn lời trả lời, phần trả lời của bạn. Thì với cái đề xuất của bạn thì với cái việc mà mượn động cơ hộp số từ nhà máy HTV thì tôi cũng không dám khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên là về cái việc mà bạn có đề xuất, nếu như mà bạn có thể là nhân sự di chuyển ra trung tâm đào tạo của Hyundai tại Hyundai Tam Trinh của chúng tôi, thì chúng tôi sẵn sàng luôn luôn chào đón bạn cũng như là toàn bộ các cái giảng viên đào tạo nội bộ của đại lý đến trung tâm đào tạo, có thể để nghiên cứu, có thể là đào tạo, cũng có thể tìm tòi những cái tài liệu hoặc là những cái trang thiết bị thực tập. Một lần nữa xin chào và cảm ơn Trần Đình Vũ. Còn với Hyundai Song Hàn thì sao ạ? Bạn có mong muốn đề xuất gì với công ty sau khi mà kết thúc cuộc thi này không ạ? Thực sự thì đến bây giờ ấy, thì mình có thể nói là đây là một cái cuộc thi mình nó mang ý nghĩa hơn rất là nhiều. Có nghĩa là cái vấn đề ai vào chung kết hay như thế nào nó chưa quan trọng, mà cái sức lan tỏa từ sau cái cuộc thi này đó mới là điều quan trọng nhất. Mình đã từng tham gia rất là nhiều cái khóa đào tạo về giảng viên đào tạo nội bộ, đúng không? Mình đã lắng nghe từ các bạn cũng là đồng nghiệp với mình, cũng làm ở công việc đào tạo giảng viên đào tạo tại đại lý. Thực sự thì ở các đại lý thì nó thật sự các bạn ấy cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn. Nếu như thật sự nói như mình đó, thật sự là rất là may mắn. Cái việc mà để đào tạo, để tiến hành đào tạo, để mà đạt hiệu quả, đó là một sự đồng lòng lớn của cả công ty, chứ không thể đó là riêng của bất kỳ ai được. Thì các bạn ấy cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thì mình ở đây thì có các anh chị là trưởng phòng của các cái đại lý trên toàn quốc. Thì mình cũng xin nhắn nhủ một lời nhỏ nhỏ thôi. Về với cá nhân là mình là một người làm đào tạo, thì anh chị hãy quan tâm nhiều hơn đến những người mà làm công tác đào tạo tại đường bộ đại lý, tạo cho họ những cái điều kiện nhiều hơn để họ có thể mà phát triển được. Vì những cái đóng góp đó thì cái kết quả mà sau đào tạo sẽ đóng góp rất là nhiều vào cái công việc của đại lý sau này. Thì đó là cái hy vọng mà rất lớn của mình đối với lại cái công tác mà đào tạo của Hyundai nói chung cũng như là đối với các đại lý nữa. Và mình chỉ có ý kiến như vậy thôi. Cảm ơn lời chia sẻ từ anh Nhật và đôi lời nhắn đủ từ anh. Và xin mời anh thí sinh Trần Hải Đăng mình có chia sẻ gì về cái thông tin không ạ? Dạ, thì em xin phép chia sẻ cái ý kiến của em. Thì nói tiếp cái ý kiến của anh Nhật, thì ngoài cái việc mà đại lý chú trọng về cái vấn đề là về giảng viên đào tạo, thì em nghĩ thông qua cái đợt này thì người nhà máy và các cái anh trưởng phòng dịch vụ thì chăm lo thêm về cái mảng đào tạo đối với người học viên. Tại vì đôi khi là học viên á, thì làm việc thì là cả ngày rồi rất là mệt, thì thường là cũng đào tạo là đào tạo ngoài giờ làm việc. Thế thì nhờ ngoài giờ làm việc thì mấy anh em rất là mệt và đôi khi là không có khả năng để khó có thể tiếp thu được cái kiến thức. Thì
em đề nghị là tất cả các cái anh chủ phòng hay anh quản lý có chế độ để chăm sóc thêm các bạn kỹ thuật viên sau khi những cái khóa học diễn ra, chẳng hạn như là một buổi ăn nhẹ chẳng hạn, để các bạn có cái tinh thần để các bạn học được tốt hơn. Đấy, đây là phần chia sẻ của em. Và bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn một số cái chế độ mà như bạn vừa mới nêu đối với đại lý, tại đại lý của bạn không ạ, dành cho những cái giảng viên đào tạo nội bộ? Dạ thì đại lý của em á, thì là sau những cái buổi học á, thì bên em sẽ đề xuất ban lãnh đạo là có các bạn một cái phần ăn chiều nhẹ để các bạn có thể học, chẳng hạn như là bánh ngọt chẳng hạn, là những cái phần ăn nhẹ để cho các bạn có cái gọi là tinh thần để các bạn học được tốt hơn. Đó là đại lý em đang thực hiện cái vấn đề đó. Rồi, xin cảm ơn anh. Qua đây thì các đại lý khác cũng có muốn nhắn nhủ hay chia sẻ gì lên trong cuộc thi không ạ? Vâng, xin mời Huyền Ai Sơn Trà, mình có chia sẻ hay là cảm nhận gì về cuộc thi không ạ? Huyền Ai Sơn Trà nghe rõ không ạ? Dạ có anh. Vâng, mình chia sẻ đôi lời cảm nhận về cái cuộc thi ạ. Dạ, em cũng xin cảm ơn bên các anh ở phòng kỹ thuật và đào tạo của HTV đã tổ chức cuộc thi đầy ý nghĩa để cho những giảng viên đào tạo nội bộ có cơ hội để khảo sát và giao lưu với nhau và trao đổi nâng cao cái kinh nghiệm và kỹ năng về đào tạo. Dạ em xin hết rồi. Xin được cảm ơn lời chia sẻ từ Huyền Ai Sơn Trà. Và xin mời chia sẻ đôi lời chia sẻ về cảm nhận về cuộc thi của Huyền Ai Bình Thuận ạ. Hoàn nghe nói không? Alo. Vâng, xin chào anh là. Ơi, xin chào anh Long và xin chào tất cả các anh em của phòng kỹ thuật đào tạo HTV. Thật ra thì ngồi từ trưa đến giờ, nói chung là cũng ngồi trước màn hình thì cũng hơi là căng mắt. Tuy nhiên là thực tế mà nói thì nghe ba bài đào tạo thì cũng thấy có nhiều cái rất là hấp dẫn, cũng như là mình ở vị trí trưởng phòng dịch vụ cũng nhìn nhận lại cái hình thức và cách đào tạo tại đại lý của mình. Cái thứ hai nữa là nghe được ý kiến đóng góp cũng như là mong muốn của các bạn giảng viên đào tạo nội bộ, thì hy vọng là sẽ có tại đại lý Huyền Ai Bình Thuận sẽ có những cái hình thức quan tâm nhân viên giảng viên đào tạo nội bộ sâu sát hơn. Cũng qua đây thì mặc dù là tình hình dịch bệnh ở miền Nam và các khu vực khác cũng đang diễn biến rất là phức tạp, tuy nhiên là HTV cũng đã tổ chức được một cái cuộc thi mang nhiều tính chất, cũng như là đây là lần đầu tiên mà HTV tổ chức cái cuộc thi dành cho giảng viên đào tạo nội bộ, thì hy vọng rằng là sau cái cuộc thi này thì phong trào đào tạo nội bộ ở các đại lý sẽ càng ngày sẽ càng phát triển hơn, cũng như là cái quan trọng nhất vẫn là cái kết quả của những cái buổi đào tạo đó nó sẽ hiệu quả hơn. Một lần nữa xin cảm ơn ban tổ chức của HTV cũng như là cảm ơn tất cả anh em giảng viên đào tạo nội bộ. Xin hết.
Xin cảm ơn lời chia sẻ từ anh Đạt ạ. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ tiếp theo chương trình, ngay sau đây chúng tôi sẽ đến với lễ trao giải cuộc thi ạ. Thưa quý vị, một ngày tranh tài đầy hấp dẫn đã diễn ra, có không ít những khoảnh khắc đáng nhớ. Để nối dài thêm những giây phút đó, tôi xin trân trọng kính mời quý vị cùng hướng về phía màn hình để cùng nhìn lại những hình ảnh đầy hấp dẫn của cuộc thi ạ. Xin mời. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Anh biết là hiệu là 5A, còn khi đấy hộp điều khiển sẽ gửi dòng điện 12V cho bên. Chú trọng vào con cặp tay trắng, tay trắng 5 và tay trắng 7. Quay ở những cái cháu ngoài là tổng hộ để feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town. Đây là cái bơm nhiên liệu đó. Trong này nó sẽ có khoang chứa dầu, thì dầu được cấp ở bên phía trong này. Thứ 6 là ngoài cung, là thì anh em chú ý này. Ở đây là chúng ta thấy được ngoài cung là một cái đỉnh cuối, còn thực ra trên xe em là town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Tiếp theo chương trình là lễ trao giải cuộc thi. Kính thưa quý đại lý, không để quý vị phải chờ lâu, chúng tôi xin công bố những giải thưởng đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng tôi xin được công bố 6 giải phụ, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. 2 giải kỹ năng đào tạo ấn tượng. Xin được chúc mừng ông Phạm Ngọc Phan Huy, Huyền Đài Nha Trang. Chúc mừng ông Hoàng Văn Phi, Huyền Đài Bình Dương. Hai giải thiết kế bài giảng ấn tượng, xin được chúc mừng ông Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Anh Ngọc An. Xin được chúc mừng ông Lê Quang Duy, Nguyễn Anh Tây Đô.
khai giải học cụm đào tạo ấn tượng. Xin được chúc mừng ông Nguyễn Trung Hiếu, Vinai Sơn Trà. Xin được chúc mừng ông Bùi Anh Hưng, Vinai Hải Phòng. Recording stopped. Xin trân trọng cảm ơn và một lần nữa xin được chúc mừng các thí sinh đã đạt giải. Trên tay tôi đang là kết quả mà ban giám khảo đã rất vất vả để đưa ra ba thí ba giải nhất, nhì, ba. Giải thưởng tiếp theo mà chúng tôi rất nôn nóng để công bố đó là giải ba cuộc thi giảng viên đào tạo kỹ thuật nội bộ đại lý. Xin mời ông Lê Đình Dũng, phó phòng kỹ thuật đào tạo lên công bố và trao giải. Xin trân trọng kính mời ông. Xin chào tất cả các anh chị trưởng phòng dịch vụ cũng như các anh em giảng viên đào tạo nội bộ. Thì trước khi mình đọc cái phần giải thưởng thí sinh được giải ba thì mình muốn chia sẻ một số cái cảm nghĩ của mình về cái cuộc thi này. Thì đầu tiên là cái ý tưởng này xuất phát là mục đích là để thúc đẩy cái hoạt recording in progress. Bắt đầu khi mà lên ý tưởng sau đó là bắt đầu tiến hành thì thực sự là trong suy nghĩ của mình rất là lo lắng là không biết là cái phần khi mà tiến hành thì các cái bài dự thi của đại lý có gửi đủ về hoặc là có làm tốt không, bởi vì mình nghĩ là ở cái thời điểm mà dịch bệnh cũng như là các bạn kỹ thuật viên tại đại lý hoặc giảng viên tại nội bộ tại đại lý là mình không nói một số các đại lý nổi trội hẳn nhưng mà một số đại lý không đào tạo nhiều hoặc là ít đào tạo thì không biết là sẽ tiến hành như nào, thì mình rất là lo lắng về cái đó. Nhưng sau khi mà nhận được cái bài thi về thì anh em đào tạo nội bộ bắt đầu đọc một hai bài thì mình thấy là rất là xúc động ở cái thời điểm mà khi mình nhận bài thì mình không nghĩ là đại lý làm tốt như vậy đó. Thì thế là sau khi mà đọc một hai bài như vậy thì anh em mới quyết định là chỉ có khoảng 2-3 ngày thôi để kết thúc cái phần mà chấm sơ kết cũng như là cái phần để đưa ra những cái 20 cái chấm lọt từ 20 cái bạn được chọn ra để chọn được 3 bạn thì anh em cố gắng là để không sót một bài nào, đọc không sót một bài nào. Nên anh em làm nhiều lúc là làm phải đến tận 7 giờ tối để đọc hết các cái phần bài thi của kỹ thuật viên, và nó rơi vào 2 ngày thứ bảy chủ nhật thì các bạn đào tạo nội bộ cũng phải đọc cả ngày thứ bảy và chủ nhật để đọc các bài của bạn. Đấy, thì một lần nữa là xin cảm ơn tất cả các đại lý đã cố gắng hoàn thành được cái phần thi về giảng viên nội bộ của mình. Thì đấy là cái cảm nghĩ của mình. Thì bên cạnh đó thì đương nhiên là nó sẽ có những cái phần sơ sót hoặc là những phần thiếu sót về trong quá trình đào tạo, nhưng mà mình nghĩ là trong tương lai khi mà đại lý tiến hành triển khai đào tạo thì sẽ khắc phục được những cái đó, và mình nghĩ là cái hoạt động đào tạo nội bộ của đại lý sẽ phát triển hơn. Thì đấy là cái mà mình đang trong thời điểm này mình đang nghĩ là nó sẽ có một cái tương lai tươi sáng như vậy đó. Thì cảm ơn tất cả các đại lý ạ. Tiếp theo nữa là một phần khá quan trọng không kém, đó là cái phần vinh danh những bạn được giải trong phần thi cái lần thi này. Về phần giải hạng mục giải ba thì mình xin phép đọc. Xin chúc mừng thí sinh Trần Hải Đăng đến từ Vĩ Đại Vĩnh Long. Giải ba bao gồm kỷ niệm chương, bằng khen và tiền mặt trị giá 10 triệu đồng. Giải thưởng sẽ được gửi tới thí sinh đạt giải sau. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ từ ông Dũng, Lê Đình Dũng, và xin được trân trọng cảm ơn ông. Giải thưởng tiếp theo mà chúng tôi rất nôn nóng để công bố đó là giải nhì cuộc thi giảng viên đào tạo kỹ thuật nội bộ đại lý. Xin mời ông Vương Xuân Long, phó giám đốc bộ phận lên công bố và trao giải. Xin trân trọng kính mời ông. Xin chúc mừng thí sinh Trần Đình Vũ, Vinai Gia Lai. Hello. Giải nhì bao gồm kỷ niệm chương, bằng khen và tiền mặt trị giá 15 triệu đồng. Giải thưởng sẽ được gửi tới thí sinh đạt giải sau.
Xin được trân trọng cảm ơn ông. Kính thưa quý đại lý, sau đây là giải thưởng lớn nhất của cuộc thi ngày hôm nay. Xin mời ông Han Rang Su, điều phối viên bộ phận dịch vụ lên công bố trao giải và có lời chia sẻ. Xin trân trọng kính mời ông. Xin chào, tôi là Han Rang Su. So I am a coordinator of sales department and service department. So service department of our HTV. So it's my honor to be here, but I'm so sad that we cannot meet each other. So but I hope that later we can meet each other in somewhere. Okay, so this is a very I hope that this is very also very important part for HTV and our dealer side. So I'd like to introduce so from now on I'd like to announce the first prize. With the winner, could you? Yeah, this one. Yes. Vâng, sau đây tôi xin dịch lại đôi lời của Mr. Han. Xin chào tất cả quý vị. Tôi tên là Han Trong Su, điều phối viên bộ phận bán hàng, marketing và dịch vụ Vina Thành Công Việt Nam. Tôi rất vinh dự được có mặt trong vòng chung kết cuộc thi dành cho giảng viên đào tạo kỹ thuật nội bộ đại lý. Thật tiếc khi chúng ta không được gặp gỡ trực tiếp, nhưng HTV vẫn luôn mong muốn tạo sân chơi cho các đại lý nhằm nâng cao tay nghề và kỹ năng cho nhân viên đại lý. Đây cũng là một phần được Hyundai Moto toàn cầu quan tâm và chú trọng. Và sau đây thì Mr. Han sẽ công bố giải quan trọng nhất của chúng ta. Okay, the first winner is Bo Seong Nut. Yes. Trị giá 20 triệu đồng. Xin được cảm ơn chúng ta. Thưa quý đại lý, thì tôi xin mời thí sinh Võ Xuân Nhật, người đã đạt giải nhất cuộc thi giảng viên đào tạo kỹ thuật nội bộ đại lý, có lời chia sẻ về cảm nhận của bạn sau khi mà được công bố kết quả. Xin mời Võ Xuân Nhật ạ. Vâng ạ, à, thì một lần nữa thì em xin cảm ơn, lời tiên xin cảm ơn đến HTV đã tổ chức một cái cuộc thi như thế này. Thực sự đây là một cuộc thi mà em nghĩ nó cái tầm quan trọng của nó, nó lớn hơn rất nhiều so với những cái giải thưởng mà sẽ mang lại được. Đó là cái hiệu ứng mà lan tỏa sau cái cuộc thi này. Thì em nghĩ là sang năm thì sẽ rất nhiều đại lý, đúng không ạ? Sẽ có những cái đầu tư sẽ mạnh mẽ hơn, đúng không? Những đại lý sẽ bắt đầu những chú trọng vào cái công tác đào tạo. Đó là một trong những cái vấn đề mà em nghĩ đó là cái điều lớn nhất mà có thể là chúng ta sẽ đạt được. Còn với bản thân thì thực sự bây giờ nói vì em sẽ rất vui mừng rất là nhiều khi là mình đã đạt được một giải thưởng như vậy. Nhưng là cái điều đó thì nó cũng khiến cho em là hay là tất cả mọi người ở đây sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể là chúng ta có thể là hoàn thiện trong cái công tác đào tạo từ bây giờ. Thì em cũng có gì hơn, chỉ xin cảm ơn như vậy thôi. Đấy, bạn phải rất là xúc động. Và sau đây thì tôi xin mời trưởng phòng dịch vụ của Hyundai Sông Hàn, anh có thể có đôi lời chia sẻ và sau khi biết được cái thí sinh là nhân viên của đại lý mình đã đạt giải nhất trong cái cuộc thi hôm nay không ạ? Bình à. Vậy thì sau đây tôi xin mời anh Hổ ạ. Xin mời Hyundai Gia Lai có đôi lời chia sẻ mà khi biết được thí sinh của đại lý mình đạt được giải gì của cuộc thi ngày hôm nay không ạ? Dạ xin lỗi là thi anh Hổ mới ra ngoài có chút việc chút xíu ạ. Dạ. Trước tiên mình thay mặt cho Hyundai Sông Hàn xin chào tất cả cả nhà Hyundai. Thì thực sự ra hôm nay mình rất là hạnh phúc khi có được có ba giải của cái hệ thống Hyundai Sông Hàn. Trước tiên là Hyundai Sơn Trà, thứ hai là Hyundai Gia Lai và thứ ba là Hyundai Sông Hàn.
Thì thực sự mà tôi rất là vinh dự là đứng trong cái đội ngũ của Hinh Đại Sông Hàn, khi có những lứa đàn em đã chịu khó, chịu khổ để mà được đầu tư những cái bài đào tạo cho tất cả nhân viên của cả hệ thống Sông Hàn, Sơn Trà, Gia La. Thì cũng có được cái kết quả thành công như ngày hôm nay cũng là cũng nhờ là sự hướng dẫn tận tình của bộ phận đào tạo của Hyundai Thành Công Việt Nam đã hướng dẫn cho các em để có được những cái bài đào tạo mà bài bản nhất, chỉnh chu nhất để đem đến cho tất cả mọi người. Và thực sự ra cả tôi đánh giá cao cả ba cái bài đào tạo chiều hôm nay của ba thí sinh. Tuy nhiên thì nếu được mà cho phép tôi mà thì đánh giá thì tất cả các em đều xứng đáng đã đầu tư rất là nhiều và bài bản từ đoạn cụ, từ tất cả tất tập. Và đây cũng là một cái sân chơi bổ ích cho tất cả các anh em đào tạo của các đại lý, chứ không phải riêng gì mà Sông Hàn, Sơn Trà hay Gia Lai. Và tôi cũng rất mong rằng là trong thời gian sắp tới, HTV, bộ phận đào tạo kỹ thuật của HTV tiếp tục vẫn duy trì cái sân chơi này để cho các anh em bộ phận đào tạo của các đại lý có điều kiện tham gia giao lưu. Và một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn bộ phận kỹ thuật đào tạo của HTV đã tổ chức cái thành công cái buổi đào tạo nội bộ, kỳ thi đào tạo nội bộ ngày hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn. Lời chia sẻ của ông vâng, và tư quý đại lý, như vậy cuộc thi của chúng ta đã chính thức khép lại. Thay mặt công ty cổ phần liên danh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn tới quý đại lý đã tạo điều kiện để chúng tôi có thể tổ chức chương trình này. Xin cảm ơn các thí sinh đã tham gia chương trình rất nhiệt tình, chịu khó tìm tòi, quan sát, học hỏi và khắc phục khó khăn khi hoàn thành bài thi. Chúng tôi rất hy vọng các bạn sẽ trau dồi và rèn luyện hơn nữa để nâng cao chất lượng đào tạo, kiến thức được chuyên sâu và phong phú hơn. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn. Okay.